Xin chào anh em, mình là Hợp và đã lâu lắm rồi thì ICS mới về thêm được một chiếc Arkman Nicolet. Và chiếc này thì phải nói là nó là một trong những chiếc rất là độc đáo với cái thân là hình chữ nhật chứ nó không phải là hình tròn. Mình sẽ mở hộp chiếc này để cho anh em có thể view được dễ hơn. Nói đến Arkman Nicolet thì phải nói đến một dòng đồng hồ mà được châu Âu rất là ưa thích. Và dòng đồng hồ này thì nó có những cái đặc điểm rất là tốt như là độ hoàn thiện cực kỳ cao. Và mức giá sale off thì phải nói là không còn gì để bàn nữa. Thường là có những con lên đến 70%. Thì thực sự là để chúng ta mà chạm được đến Arkman Nicolet bình thông thường thì cũng rất là khó. Còn với giá săn sale về thì mình nghĩ là các bạn sẽ tiếp cận được dòng này dễ hơn. Ở phía trong thì chúng ta như thường lệ chúng ta sẽ có một hộp Arkman Nicolet được làm rất là đẹp bằng da màu ghi. Và chúng ta sẽ có ở đây đó là một quyển Operation Instruction. Nói là đây là hướng dẫn sử dụng tất cả các dòng của Arkman Nicolet với nhiều thứ tiếng. Ở trong hộp của chúng ta thì luôn có một chiếc đồng hồ, một cái ở đây các bạn có thể thấy ở đây đó là một cái khăn. Và các bạn sẽ có cái tag của chiếc đồng hồ này. Chiếc đồng hồ này thì sẽ có mã là 9636A GSM9636 và serial number của nó ở phía dưới. Và cái tag này của Arkman Nicolet là tag nhựa, có đầy đủ thông tin ở phía trên. Mẫu Arkman Nicolet này thì có giá retail là khoảng 3.700 đô. Và với 3.700 đô thì các bạn sẽ phải bỏ ra khoảng gần 100 triệu để chúng ta có thể mua chiếc này về Việt Nam. Còn với giá săn sale của ICS thì chiếc này nó về mức giá có thể nói là các bạn không tin, nó đến hơn 70%. Thì hiện tại là họ có sale trên Upsport, thì các bạn có thể thấy ngay là trên upsport.com là chúng ta sẽ có sale của chiếc này. Và giá về đến tay của chiếc này thì nó chỉ vào khoảng tầm 25 triệu thôi. Đó, trên dưới 25 triệu tùy từng thời điểm. Nếu như anh em muốn giá chính xác thì anh em vui lòng gọi cho mình. Đó, mình sẽ vào giá chính xác cho anh em tại từng thời điểm. Chiếc Arkman Nicolet này thì có size là 38x52. Đây là một size của hình chữ nhật và với size tròn thì nó sẽ tương đương là size 42. Và với size 42 thì anh em nên là tay tầm 17cm trở lên thì chúng ta đeo chiếc này sẽ rất là dễ. Đây là chiếc Arkman Nicolet TM7 Dated mà mình muốn giới thiệu với anh em. Một chiếc đồng hồ khá là đẹp với cái vẻ độc đáo cực kỳ tuyệt vời. Các bạn có thể thấy ở đây chúng ta sẽ có một chiếc Arkman Nicolet với mặt dial màu gray, màu ghi. Và màu ghi này nó hơi ngả vàng một chút. Và ở phía trong thì các bạn sẽ có bộ kim cọc cũng như là các cái điểm chấm của chúng ta thì được làm màu vàng hồng rất là nổi bật trên cái nền mặt dial của nó. Đây là một cái sự kết hợp phải nói là quen thuộc của Arkman Nicolet ở các dòng, thì chúng ta có thể thấy ngay bộ kim cọc của nó được hoàn thiện cực kỳ tốt. Các bạn sẽ thấy ngay là bộ kim cọc nó bắt sáng, phải nói là rất là tuyệt vời. Nếu so sánh với những cái chiếc cùng tầm tiền khoảng 20 đến 30 triệu thì phải nói là không có chiếc nào có đối thủ so với chiếc này. Ngoài ra thì chúng ta còn mặt dial được làm vân rất là đẹp. Mặt dial các bạn có thể thấy rõ nó được chia thành hai phần. Phần ngoài của chúng ta là những cái đường vân mà các bạn có thể thấy những cái đường vân caro này, chúng ta thấy này, nó được đánh rất là đẹp. Còn ở phía trong của chúng ta thì sẽ là cái vân hoa tản ra từ tâm của bộ kim. Đó, và ở dưới này thì các bạn sẽ có một dòng chữ automatic day date và chúng ta có cái lịch ngày ở góc 6 giờ và ở đây các bạn cũng có những cái vân hoa tỏa ra từ đây. Nói chung là mặt dial thì mình ít chê được cái gì với Arkman Nicolet, phải nói là họ hoàn thiện rất là tốt. Lịch thứ của chúng ta thì được làm hình rẻ quạt ở góc 9 giờ đến 11 giờ. Và các bạn sẽ thấy ngay cái lịch thứ này được làm khá là đẹp và độc đáo. Ở phía bên phải thì các bạn sẽ có cái phần thân hoàn toàn của chúng ta thì được làm bằng thép không gỉ và được đánh bóng. Chúng ta sẽ có logo của Arkman Nicolet được khắc ở trên cái núm này. Và núm này của chúng ta thì cũng được làm những cái đường khía để chúng ta có thể làm rất là dễ dàng. Ở phía bên trái thì chúng ta sẽ có cái phần thân của chúng ta là phần thân trơn, không có gì cả. Vì là một chiếc hình chữ nhật cho nên là các bạn sẽ thấy ngay là cái phần lắc của nó là cực kỳ cột, nó không có dài. Toàn bộ phần này nó sẽ là 52mm và phần bên hông của chúng ta này là sẽ là 38mm. Đó. Và bộ dây đi kèm của em này cũng phải nói là rất là đẹp. Bộ dây mạnh mẽ và đây là một trong những bộ dây mà mình cảm thấy cực kỳ ưng với dây thép. Bộ dây nó sẽ có 3 chỉ chính với 2 chỉ ở hai bên của chúng ta là những cái chỉ rất là mảnh và nhỏ. Còn ở giữa của chúng ta đây là một cái phần được làm rất là to và nổi khối. Nó tạo nên một cái vẻ cực kỳ mạnh mẽ và nam tính với chiếc đồng hồ này. Đó. Đi kèm với nó thì chúng ta sẽ có một bộ khóa khá độc đáo của Arkman Nicolet.
chúng ta sẽ có một cái khóa chính xác ở đây đó, và sau đó chúng ta sẽ bóp vào để bật hai cái khóa này ra đó. Và khóa này họ được Armani Collette làm cũng rất là tốt, kể cả các bạn nhìn ở dưới chúng ta có những cái vân đánh xoáy này, vẩy rất là đẹp. Logo Armani Collette thì được khắc ở phía trên cái đầu khắc này đó. Ở phía sau thì chúng ta cũng thấy thế thôi, chúng ta sẽ thấy cái dòng chữ là Stainless Steel ở phía sau khóa này đó. Quay trở lại với chiếc đồng hồ thì Armani Collette thì như mình nói họ độ hoàn thiện cực kỳ cao, và độ hoàn thiện này không chỉ thể hiện ở mặt trước, ở phần chất liệu đi kèm, mà chúng ta ở mặt sau của chúng ta thì cũng còn ở mặt sau của chúng ta thì cũng rất là đẹp. Như các dòng Armani Collette mà mình đã giới thiệu thì đa phần là mặt sau của Armani Collette họ có làm một cái đường viền băm này đó, để giúp cho chiếc đồng hồ của chúng ta nhìn nó sang trọng hơn, và thực sự nó rất là đẹp, mình rất là thích cái viền băm này. Còn tất cả cái dòng chữ của họ thì đều được làm trong một cái khung đó, các bạn có thể thấy ở đây là Swiss Made này, Sapphire Crystal này, ở dưới là Stainless Steel này, và ở đây có chuyện 316L này, độ chống nước là 5 ATM, cùng với đó là ở phía trên này serial number và mã dòng sản phẩm và serial number đó. Bộ máy thì các bạn có thể nhìn thấy ngay là bộ máy của Armani Collette thì được sử dụng đó là phải từ cấp Elabor trở lên, vì máy ở phía trong của chúng ta được đánh vân rất là đẹp và chất lượng máy phải nói rất là tuyệt. Máy này được base trên ETA, máy này của chúng ta sẽ có 25 chân kính, chúng ta có 28.800 tần số động, và các bạn sẽ có khoảng 40 giờ tích cóp đó, cùng với đó là hai lịch thứ và lịch ngày đó. Mẫu này thì phải nói là đây là một trong những cái mẫu khá là độc đáo mà ICS về từ trước đến nay, và ICS chỉ về được một chiếc thôi, cho nên là nếu như anh em có nhu cầu sớm thì anh em vui lòng call bên mình. Vẻ đẹp thì các bạn có thể thấy rồi, mình quay rất là chi tiết, và nếu như anh em cần ảnh chi tiết thì có thể PM mình phía ngoài, thì mình sẽ gửi ảnh chụp trên tay cho anh em cũng như là ảnh chụp ngoài trời cho anh em, rất là đẹp đó. Mẫu này phải nói cực kỳ tuyệt vời. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Xin hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.